gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Vậy trước hết, cho tôi có một đôi lời để cảm ơn hết tất cả các chú, các anh và các bạn đã dành cho tôi những cái thời giờ quý báu đến với gia đình chúng tôi, chung vui với gia đình, cho tôi được thành thật tấm lòng biết ơn. Cho nên mong các bạn vui trong cái tiệc cưới hôm nay phải nhiệt tình và thành thật. Giữa gia đình chúng tôi cũng đang cầu mong anh em để nán lại một cái thời giờ để rồi vui chung vui với gia đình. Cho nên trước hết là tôi cũng không có cái lời gì khác hơn, chỉ cầu mong là chúc các anh chị bên cái lễ xuân mới là sang một năm 2016 là thành công tốt đẹp và vạn sự như ấy. Tôi cũng xin hết cả lời tình ấy. Vậy cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe một lời nói tâm tư tình cảm đại diện từ phía họ và gái. Người ta từng nói có qua có lại với tài lòng nhau. Và cảm ơn tất cả quý vị hãy dành tặng cho chúng con một tràng vỗ tay thật lớn quý vị. Đó là đại diện từ phía họ và gái. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa họ và tất cả bà con ở quê hương, thì tôi tha mặt cho đại diện nhà gái thì không có gì hơn, trước hết là sự chính quyền đã nhất trí cho hai cháu nó tổ chức, sau đó thì bản thân tôi cũng tha mặt đại diện hầu gái, không có gì hơn thì cũng mong muốn một lời thân ái và sức khỏe dồi dào bước sang năm mới, cũng yêu cầu các anh các chị cũng như họ trên thì cũng đều là sức khỏe tốt đẹp thành công trong năm mới. Bước chân tên này cảm ơn lời nói tâm tư tình cảm đại diện từ phía gia đình họ và gái rất là nhiều. Và cô chú cô ngày hạnh phúc trong năm hôm nay là nhờ công tinh thần và nuôi dạy của hai bên cha mẹ. Với cô chú và chú trẻ hãy dâng những ly rượu hiếu thảo lên mặt sinh thành của mình. Mời giáo viên rượu bưng tới cho cô dâu chú trẻ. Trao cho con một trái tim nồng, mẹ cho con cả tình thương vô bờ. Hai con dâng chén rượu đồng, kính dâng hai bên cha mẹ đã vun trọn tôi duyên. Mời cô chú và chú trẻ hãy dâng bên từ phía họ nhà trai. Chữ hiếu xin gửi cho cha, chữ nghĩa xin gửi cho mẹ, còn hai ta là chữ tình. Và cứ cho bọn chúng đệ hãy chọn cho mình một ly. Và bên đại diện của hai bên gia đình hãy cùng ly. Và cứ cả quý vị hãy cùng ly với hai bên gia đình quý vị ơi. 1, 2, 3, yeah! Từ bọn nhau rốt tay chai rượu xuân ban đầu tiên của mình. Em sẽ là dòng sông, còn anh là biển rộng. Em sẽ là gió lòng, còn anh là máy bay. Em sẽ là nắng mai, còn anh là hoa đỏ. Em sẽ là lối nhỏ để hai chúng ta bước vào đời. Nửa đầu vô mọi người cứ cho vào chung để rốt chai rượu xuân ban thứ 2. Và cũng mong tất cả quý vị dành tặng cho vào chung để rốt chai rượu xuân ban thứ 2 quý vị. Và cứ trong vài chủ đề đầu tiểu vào nhau, tay trong tay rốt chai rượu xuân ban thứ 2. Biết chồng nên nghe phu thê, hai bên mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thở tay không, bên đèo trên sóng bồng bềnh gieo neo. Với nhau là tấm lòng sâu, dân anh dình dự dân trọn thủy chung. Chúng ta cùng nhau quay chương trình chúc kiến tình cảm tình yêu thương giữa cô dâu và chú rể. Và trong ngày hạnh phúc trong năm hôm nay, rót hai chai rượu xuân ban trong tấm rượu tình yêu. Và mời cô dâu và chú rể hãy uống ly rượu giao môi. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương.